quyền giám sát, mình quay mình có xúc phạm ai đâu mà mình sợ. Quay nào đầy cũng nhớ. Úi giời, quá bình thường luôn. À chào em nhá. Anh đang đi sang bên Giang Nghĩa một tí việc. Đây là mình đang ở 70 Trần Hưng Đạo, thị trấn E Linh, cứ rút Đắk Nông. Đang đi đường hai anh em đang đi có 40 cây một giờ mà tự nhiên là cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra giấy tờ. Mình hỏi là sao mà kiểm tra giấy tờ thì lại bảo là không cần chuyên đề mà vẫn kiểm tra giấy tờ, không có lỗi vi phạm giao thông mới kiểm tra giấy tờ. Mà treo thông tư là một là phạm lỗi hành chính, lỗi vi phạm giao thông, hai là kiểm tra theo chuyên đề. Mà kiểm tra theo chuyên đề là phải có trưởng công an huyện ký, không phải là trưởng công an quận ký mới được ra đường, mới được kiểm tra hành chính của người dân ấy. Đâu phải là cứ tự nhiên mà kiểm tra hành chính người dân. Thứ hai là xe gương đầy đủ này, giấy tờ là mình cũng đưa cho các anh để kiểm tra giấy tờ đầy đủ hết rồi này. Mình không phải lái xe là, nhưng mà em mình lái xe này. Đấy, giấy tờ cà vẹt quay hết lại rồi, đầy đủ bằng lái xe. Mọi người chia sẻ cho mình nhá. Ôi 80 người xem, 100 người xem, ôi chết giờ. Đầy đủ giấy tờ lại, bằng lái xe có lại, xe gương có lại, xe chính chủ lại, chả liên quan gì. Mình làm gì, làm ở đâu, đâu phải báo cáo à? Nói chung là các anh giải quyết cho em nhanh lên, đầy đủ giấy tờ rồi thì bọn em còn đi có việc. Không bọn em vi phạm lỗi thì anh ký cho em cái biên bản để em đi. Còn đâu em lột phạt, sai đâu em lột phạt với nhà nước, có anh ký cho em cái biên bản để em đi nhanh lên anh ơi. Em đợi đấy nhá. Bây giờ em đợi ai, đợi làm cái gì? Thì em cứ đợi một tí. Ui giời ơi. Bây giờ đợi ai, đợi làm cái gì? Các anh phải giải quyết nhanh lên cho người dân nhá. Người ta bao nhiêu việc đi chứ đâu phải là ở đây chơi với các anh được. Em còn đi kiếm tiền để nuôi vợ nuôi con. Các anh thông cảm. Giờ người ta có đường dây nóng gọi thẳng lên luôn, tí lên tìm đường dây nóng. Giờ cái chuyện bắt bớ, cái chuyện bình thường kiểm tra giấy tờ, em đưa giấy tờ đầy đủ rồi, các anh phải giải quyết cho em nhanh lên. Em vi phạm đâu, các anh ký biên bản cho em vào, em ký vào rồi em nộp tiền nó qua ngân hàng. Chứ giờ các anh làm phí thời gian của em còn đi về em kiếm tiền với vợ với con, chứ không phải đi nhong nhong ngoài đường chơi được. Bây giờ em hẹn trên kia em ký hợp đồng tìm nhà em mua đất trên kia cả trăm, 200-300 triệu, ai chậm ai phạt, ai chịu cho em. Bây giờ em đi mua nhà mua đất trên kia, em mua nhà trên kia, giờ em lên em làm hợp đồng chậm ai phạt, ai chịu, các anh chịu cho em à? Các anh giải quyết cho em nhanh lên, đầy đủ giấy tờ rồi, không một cái lỗi. Em quay từ đầu là anh thông báo là không phạm lỗi, anh kiểm tra hành chính rồi. Mà các anh bảo không cần chuyên đề. Cái đấy là việc của anh, em đưa giấy tờ rồi, chấp hành rồi. Thì giờ các anh giải quyết nhanh em còn đi. Chứ em ký hợp đồng như kia nha, em nói anh nhớ chậm. Người ta phạt 5-70 triệu, ai chịu, các anh chịu hay em chịu? Người ta đi làm kiếm tiền nuôi vợ nuôi con chứ đâu phải là ở đây chơi đâu. Đợi ai, đợi làm gì ạ? Ui rồi ôi, thoải mái. Em chả phạm lỗi gì, em chả phạm tội gì. Các anh gọi ai cũng được, gọi ông rời xuống cũng được, không phải hình sự. Em nói thẳng luôn, riêng mình là người dân nhá, cứ đúng thì thôi. Em xem giấy tờ của em đi, đầy đủ giấy tờ rồi. Các anh làm giải quyết làm sao cho em đi. Ui dồi, đo nồng độ cồn, đo thổi rồi chứ. Sáng nay ăn sáng còn chưa kịp ăn rồi uống rượu rồi mà lo. Đây anh thổi nồng độ cồn các thứ ok hết rồi này. Mà bây giờ vẫn giữ xe, vẫn giữ người lại mọi người ạ. Không hiểu giữ để làm gì đây. Đây nha mọi người nha, công an huyện Cư Rút này. Công an huyện Cư Rút này này, tôi đi sang bên Giang Nghĩa có tí việc mà bây giờ kiểm tra giấy tờ đầy đủ rồi mà vẫn giữ ở lại. Mà không biết giữ ở lại để làm gì. Mà trong khi còn bao nhiêu việc tôi đang làm. Hôm nay tôi sẽ làm cái video này, tôi sẽ làm việc đến nơi trốn nếu mà các anh cứ thế này. Đây mọi người thấy không ạ? Đầy đủ giấy tờ mà vẫn bắt ở lại đây, không biết ở lại làm gì. Vợ con thì ở nhà đang đói vỡ cả mồm ra. Riêng Facebook của em thì độ hot cứ đừng hỏi luôn. Bây giờ hơn 100 người xem, mọi người chia sẻ đấy nhá, chia sẻ mạnh lên. Mình quay video mình không xúc phạm ai, mình quay đường này, mình quay xé này, ôi giời ơi, đây là quyền tự do của mỗi người. Các anh ạ,
mọi người, có người còn vừa hỏi mình ở đâu, làm gì. Làm gì mà phải báo cáo. Việc gì mà phải báo cáo. Không phải thẩm quyền. Không ăn trộm, không ăn cướp, không buôn thuốc phiện là được. Mọi người quay thoải mái, anh quay chính mặt em cho đẹp trai. Có quay video quay thẳng mặt cho đẹp. Mày mua chai nước uống em. Có khi bạn đặt suất cơm đây. À, mình đang ở chỗ 70 Trần Hưng Đạo nhá. Chuyện đấy hành chính em ơi. Mà anh mà ông các anh ấy bảo là không cần chuyên đề vẫn được kiểm tra hành chính được. Ờ. Mà lại còn đưa giấy tờ chấp hành đầy đủ rồi nhưng vẫn giữ ở lại, không biết giữ ở lại đang làm gì đấy. Con ở nhà thì nhỏ, đang đòi sữa, chưa có tiền mua sữa. Và mua chai nước uống em ơi. Và lấy chai nước, không phải ngại ngừng gì cả. Mình đúng, mình không phải sợ. Bây giờ các anh ấy giữ xe tôi lại 15 phút rồi nhá mọi người nhá. Mà trong khi tôi đang phải đi lên để làm hợp đồng thuê nhà trên Giang Nghĩa nhá. Mà bây giờ là hẹn chủ nhà là 10 rưỡi. Mà bây giờ các anh ấy vẫn giữ tôi ở đây. Được, để tôi xem nếu như mà tôi không ký được cái hợp đồng nhà này, ai là người đứng ra chịu trách nhiệm? Bây giờ làm gì phải làm cho thông người dân thông thoáng, vi phạm lỗi giao thông thì anh cho em cái biên bản em đi. Đây là cà phê Việt kìa, ơi đối diện cà phê Việt kìa. Giờ bảo gọi hình sự để kiểm tra giấy tờ mình cứ vô tư. Chả có cái lỗi gì. Mua lon bầu Húc em ơi, đi uống cho nó ở làm một bạn được. À tôi bị giữ lại đây 15-20 phút rồi nhá. Chưa đi được. Mà không biết đang đợi chờ cái gì đây. Xin cái tờ giấy để đi mà. Anh đang đi lên thuê cái nhà để làm cửa hàng tựa mà. Mà đang giấy tờ đầy đủ mà vẫn ở lại, không biết ở lại làm gì. Đây uống chai nước rồi anh em mình làm việc tiếp. À họ kiểm tra mấy anh cảnh sát giao thông huyện cứ rút dừng lại kiểm tra hành chính. Mà anh không hiểu sao kiểm tra hành chính bảo không cần chuyên đề. Không cần chuyên đề anh đưa giấy tờ rồi xem đầy đủ giấy tờ thì vẫn giữ ở lại, không biết giữ ở lại làm gì. Mày cầm mày quay cho anh. Cầm mày để anh uống cũng được. Không kiểm tra chuyên đề. Đây giấy tờ đầy đủ, chứng minh thư mọi cái đầy đủ hết. Bắt người mới biết thôi. Đây vào đây em sẽ bắt rồi. Mọi người nhá, mọi người nhìn này. 48E002. Mình có quay lại cái video mà cái đồng chí dừng xe mình làm việc rồi. Mà bây giờ vấn đề là anh em đang rất là bận. Con đi lên còn ký hợp đồng thuê nhà đi, còn kiếm tiền để nuôi vợ nuôi con chứ có phải chơi đâu, đúng không? Làm phiền người ta, tội phạm nó mà giữ lại. Em nói lại một lần nữa nhá, là yêu cầu các anh là em sai đâu các anh ký cho cái biên bản này em đi. Còn không thì để là em không biết đường. Nhưng các anh càng nhà là các anh càng sai đấy. Tôi nói với các đồng chí cảnh sát giao thông biết thế đấy. Các đồng chí sai, các đồng chí càng sai luôn. Em ơi, em. Các đồng chí sai, các đồng chí càng sai thêm. Em nói thật, anh em. Em ơi, không phải đứng mà đây làm gì cả, anh có gì anh cứ đứng ra đây đàng hoàng nói. Em không cần phải đi đâu. Anh làm việc với em tí. Nãy giờ em nói quá nhiều quá anh. Em không cần. Này, em còn đưa lên mạng như vậy làm gì? Em chả đưa lên mạng làm gì, em quay đường, quay phố, em quay ai. Có anh không có quyền giám sát bọn em cái đấy đâu, em nói thật. Em nói này. Anh không có quyền giám sát em cái đấy đâu, em không phải đi vào đấy nghe anh làm gì cả. Anh là mất thời gian của bọn em ấy. Em tôi đã giải thích cho này. Các anh là mất thời gian của bọn em ấy. Em nói thế thôi. Đây đủ giấy tờ là anh là mất thời gian bọn em lắm rồi. Anh nói này, vô đây anh giải thích cho đi, phải có người nói người nghe. Đấy anh nói đi. Mày cứ đứng ở ngoài quay rồi em không đi vào xe anh làm gì cả. Đúng không? Phải... anh cũng trực chạm vào người em. Rồi, phải có người nói người. Rồi anh nói không? Đi, anh em mình không chạm vào người nhau. Em về em đọc lại thông tư đi. Thông tư nào đấy là việc của anh, bây giờ giấy tờ em đầy đủ rồi. Các anh dừng em lại, em đưa giấy tờ cho anh rồi gì. Ơ em đưa giấy tờ cho anh rồi đầy đủ rồi gì. Đây các anh chèm có thiếu gì không? Rồi. Có thiếu đâu các anh cứ phạt rồi em chịu, em nộp tiền cho nhà nước. Em đã nói là em không sai đâu em chịu với pháp luật. Sai đâu em chịu pháp luật. 10 triệu 20 triệu em nộp phạt bấy nhiêu. Cứ đúng là được. Rồi. Em là người dân em chấp hành pháp luật, được chưa?
thượng tôn pháp luật, cái gì cũng phải là pháp luật đấy hàng trước. Nhưng mà anh nói em này, anh để anh giải quyết cho em. Em không xúc phạm bất kỳ ai, rồi. Em cũng không chửi tục, đúng chưa? Ok chưa? Ok, bọn anh nói đi. Nhưng mà bọn anh đang làm tối thời gian của em, thế thôi. Thời gian của anh của em làm nhiều việc lắm, em làm tiền còn nuôi vợ con. Em nói thẳng luôn là thế. Các anh làm việc các anh phải nhanh lên, các anh càng làm chậm trễ người dân thì các anh càng sai đấy. Em nói thật, sai càng thêm sai đấy. Các anh làm nghĩ gì nghĩ anh làm, các anh làm sai, các anh càng thêm sai. Còn em không phải vào xe vào chuyện ra hết. Đừng là anh chạy vào người em. Thì cho là người dân thì cả công an, thì cả giao thông là không biết quen với nhau. Anh nói em nè, không biết em đây nghỉ giờ anh có cho em đi không, hay anh giữ lại làm gì anh cứ giữ. Nhưng mà tốn thời gian của em là thứ nhất. Nếu em phạm lỗi thì anh có thể giữ em lại. Nhưng giờ nhá, em nói với anh này, lãng phí thời gian của em có đi kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Ra đây, ra đây. Không cần quay gần làm gì cả, quay thế là đủ rồi. Đây đây đủ đến giờ vẫn giữ lại 30 phút. Em nói biết nhá, nếu như mà chậm của em lên ký hợp đồng được em về em gặp sếp của anh. Đây là người được hưởng đúng không? Dạ. Qua quá trình xác minh là anh thấy cái bằng là xe còn chính chủ cơ, đầy đủ mọi cái. Giấy tờ là được. Là rồi rồi. Bây giờ anh... là bên anh tiến hành cái hành chính của anh, em đầy đủ giấy tờ và ở anh quê đây nhưng mà hơi hiểu luôn đấy. Để em tiếp tục hành trình, mời em tiếp tục đi. Xong chưa? Đây nha mọi người nha. Bây giờ các anh ấy rẻ mình giấy tờ rồi mình đi nhá. Nhưng mà bị giữ lại mất 20 phút. Đấy, ok. Bỏ quá cho em không? 600 người. Ui thôi, 600 người mày quay cho anh. Bây giờ anh ấy đưa giấy tờ cho đi rồi nhá. Nhưng mà bị giữ lại 30 phút. Nhưng mà không bị xử phạt đồng nào cả. Đấy. Còn các anh ấy yêu cầu nói chuyện riêng là mình không liên quan nhá. Anh ơi, em đi được chưa? Quay mà này, em đi được chưa? Thế này bọn anh giữ em ở lại từ nãy là có thấy phiền với em không? Các anh có thấy em bị phiền không? Hả? Các anh có thấy phiền công việc của em mất thời gian em không? Đây quay quay. Các anh làm hơi mất thời gian của em ấy. Đáng lẽ phải xin lỗi em ấy. Đáng phí thời gian của em quá. Bận, đây là việc. Mẹ đi kiếm tiền về nuôi vợ. Tự nhiên thì dừng lại mất 30 phút. Mẹ lên chết hợp đồng này chết. Bao nhiêu người xem? 607. 600 người nhá mọi người nhá. Còn trong cái đoạn video có những lúc anh ấy xưng hô mày tao mình thì thôi bỏ qua. Nhưng mà đáng ra là không được đâu. Thôi mọi người ơi, bọn mình đi nhá. Thôi nhá,